Dạ, xin chào quý mục sư và toàn thể con cái chúa có mặt trong buổi sáng thờ ở Phượng chúa ngày hôm nay Và trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đọc lời chúa ở trong Matthew đoạn 7 từ câu 24 đến câu 27 Vậy ai nghe lời ta dạy và làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá Khi mưa đổ xuống, nước lục dâng lên, cuồng phong ập đến nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe lời ta dạy nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lục dâng lên, cuồng phong ập đến thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề. Dạ, xin mời chúng ta cùng an toàn. Và phân đoạn kinh thánh này là phân đoạn cuối cùng ở đoạn 7 của sách Matthew và cũng là phần kết thúc của loạt bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Và vị trí của ngọn núi này thì nằm ở bờ bắc của biển Galilee, gần Capernaum và nay được gọi là núi Bác Phúc. Sau khi giảng một loạt bài giảng ở trên núi và đem lại nhiều giá trị cốt lõi cho đời sống của tín hữu thì Ngài để giảng một bài giảng cuối cùng Để cho đoàn dân đưa ra quyết định Là mình sẽ chọn điều gì Sự khôn ngoan hay là ngu dại Và bởi vì cài biết được rằng là trong đoàn dân đông ấy Chắc chắn là sẽ có những người nghe và làm theo Và cũng đồng thời có những người đi vì hiếu kỳ tò mò Và chủ đề của bài giảng chúng ta ngày hôm nay Đó chính là bí quyết của sự khôn ngoan. Vậy, trước hết chúng ta cần tìm hiểu như thế nào là người khôn và như thế nào là người ngu dại. Chúng ta đã nghe cái cụm từ khôn ngoan từ khi mà chúng ta bắt đầu nhà thờ. Vậy, theo quý vị, khôn ngoan là như thế nào? Dạ. Yeah. Các ai có thể cho tôi biết được là khôn ngoan là như thế nào không? dạ yeah. vậy khôn ngoan đó là gì khôn ngoan đó là khôn trong cách cư xử biết tránh cho mình những điều không hay và là khả năng sử dụng những kiến thức kinh nghiệm và khả năng phán đoán để đưa ra những quyết định sáng suốt và những cái hành động đó mang lại hiệu quả trong mọi tình huống Người khôn trong phân đoạn này được Chúa nhắc đến với một ý nghĩa sâu sắc đó là người một người biết mình phải chọn điều gì phù hợp với bản thân của mình và điều đó mang lại ích lợi cho bản thân mình là trước tiên và sau đó là mang lại ích lợi cho những người thân cận xung quanh. Và người ngu dại là kết quả của việc họ sử dụng sự thông minh mà Chúa ban cho mình một cách sai. Một kẻ ngu dại thì sử dụng các kỹ năng lý luận của mình để đưa ra những quyết định sai lầm và từ đó mang lại những hậu quả tồi tệ cho chính bản thân của họ. Và chúng ta có thể thấy một điều đặc biệt ở đây là cả hai người, người khôn ngoan và người ngu dại thì đều có xuất phát điểm giống nhau, đều được nghe lời Chúa dạy, đều được nhận những sứ điệp phúc âm như nhau. Và chỉ khác ở một chỗ, đó chính là phần lựa chọn và từ đó dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Người khôn ngoan thì họ chọn làm theo điều chú dạy. Và điều chú dạy là gì? Đó chính là một loạt chủ đề Chúa đã dạy trên núi và bắt đầu từ đoạn 5 là những chủ đề về tám ân phước, kinh luật, sự giận dữ và những vấn đề trong hôn nhân. Sang đoạn 6 là những chủ đề về việc thiện, sự cầu nguyện, kho báu trên trời và đến đoạn 7 thì đó là những chủ đề về sự tìm kiếm, cổng hẹp, xem trái biết cây. Và chung quy lại thì xuyên suốt những chủ đề này và trọng điểm ở đây đó chính là mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với con người. Và cách con người tìm kiếm, xây dựng và nhận những ơn phước từ Đức Chúa Trời. Và trước khi Chúa đến thì con người đã trải qua 400 năm yên lặng. Và khi ngày đến thế gian này, ngày xây dựng lại cây cầu bị gãy đổ đó. Còn người ngu dại thì họ chỉ nghe rồi phớt lờ đi và tiếp tục lối sống cũ của họ. Giống như ở Việt Nam của chúng ta có một câu ca dao tục ngữ đó chính là nước đổ đầu dịch và người ngu dại thì họ biết họ cần phải làm gì nha chứ không phải họ không biết nhưng mà họ không làm đây họ không làm họ không chịu làm và chúng ta thấy có điều rất là hay ở đây là chúa sử dụng hai hình ảnh rất thú vị để nói rõ hơn về những đặc điểm của hai nhóm người này và đó là việc cả hai loại người này đều phải xây nhà và chịu chung một loại thử thách vậy theo quý vị chữ nhà trong phân đoạn này có ý nghĩa gì dạ. chữ nhà trong phân đoạn này có ý nghĩa gì ạ minh nơi ở rồi bảo nữa nhà trong phân đoạn này có ý nghĩa là gì tài sản cơ nghiệp dạ đúng vậy đó chính là gì? Nơi chú ngủ nè, nơi chú ngủ, nơi sinh hoạt, bên trong và cũng có nghĩa là những thành tựu tiền bạc, danh vọng và tài sản. Những thứ này chúng ta phải dùng mồ hôi nước mắt của mình thì mới có thể đạt được. Và dù bạn có là ai đi chăng nữa, bạn giàu hay bạn nghèo, bạn già hay bạn trẻ thì chúng ta phải đều phải xây dựng một cái điều gì đó và khi chúng ta đạt được thì điều đó trở thành thành tựu ví dụ khi ta còn trẻ còn là một học sinh thì điều mà chúng ta muốn đạt được nhất đó chính là điểm cao đạt được học sinh giỏi để về được ba mẹ khen khi chúng ta lớn lên một tí xíu nữa thì điều mà chúng ta mong muốn đạt được đó chính là gì công danh sự nghiệp tiền bạc một mái ấm gia đình hạnh phúc và người giàu hay người nghèo thì họ cũng đều mong muốn là xây dựng cho mình một mái ấm một ngôi nhà thật khang trang. Và tất cả chung quy lại đều gói gọn trong một chữ nhà của Chúa Giêsu. Nhưng để quyết định người ấy là người khôn hay người ngu dại thì phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc họ chọn đặt di sản của mình trên nền đất nào, nền đất là đá hay là nền đất cát. Đá ở đây chúng ta có thể hiểu được với nhiều góc nhìn khác nhau có người cho rằng xây nhà trên đá là xây dựng trên một cái nền móng được làm từ đá hoặc những vật liệu cứng khác như là bê tông cốt thép nè và nền móng được xây từ đá thì có những ưu điểm như sau đó thứ nhất đó chính là rất là bền vững nè chịu lực tốt có thể chống đỡ được trọng lượng của những công trình cao tầng và thứ 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 tư thứ tư, thứ tư là có thể chịu được những tác động từ môi trường bên ngoài hay với một góc nhìn khác thì đá đây được ví von như là sự vững vàng sự bền bỉ bởi vì những điều ấy dựa trên chân lý và chân lý đó đó chính là lời chúa chân lý là một thứ gì đó không thể thay đổi được dù thời gian có trôi qua như thế nào đi chăng nữa thì chân lý mãi mãi đúng. Và ở trong Gian đoạn 14 câu 6 có chép: Ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Ở đời này, những triết lý sống, những phương pháp học, đức những phương pháp học tập rất hay, nhưng nó chỉ có thể áp dụng được ở một số khu vực, một số con người mà không hoàn toàn có thể áp dụng được ở bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Bởi vì sao? Bởi vì những triết lý ấy, những phương pháp ấy không phải là chân lý. Nó không phải là một hòn đá vững chắc. Và ở trong sách Isa đoạn 26 câu 3 câu 4 có chép Người nào có tâm trí kiên định Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn Vì người tin cậy nơi Ngài Hãy tin cậy nơi Chúa đời đời vì trong Chúa, chính Chúa là vần đá muôn đời. Về việc xây nhà trên cát là xây nhà trên nền móng được làm từ cát. Và chúng ta biết cát là một uh, vật liệu rời rạc, không có khả năng chịu lực cao. Do đó xây nhà trên cát thì rất dễ bị sập đổ khi mưa, gió, bão, lũ ập đến. Và một góc nhìn khác các thì được ví von cho việc chúng ta xây dựng cuộc sống của mình thiếu đi một nền tảng vững chắc. Đó chính là chúng ta xây dựng trên tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Những thứ ấy có thể rất là khó để có thể đạt được, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ của thời tiết thôi, chạm nhẹ của những uh, nguyên nhân khách quan hay là chủ quan thì mọi thứ đều có thể bay đi và trở thành hư vô. Và chúng ta, vào gần đây chúng ta có một cái ví dụ rất là điển hình đó chính là bà Trương Mỹ Lan. Rồi bà là một tỷ phú của Việt Nam, là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tiền bạc này, địa vị, danh vọng bà đều có. Nhưng cuối cùng thì sao? Mọi thứ đều bay đi và bà ừ những thứ còn lại ở bà đó chính là một tương lai trong cảnh cục tột và chúng ta biết rằng để xây dựng nhà mình trên đá thì đòi hỏi rất là nhiều chi phí nè công sức và thời gian chúng ta bắt buộc phải đào sâu xuống mặt đất đến khi đến cái nền đất cứng thì chúng ta mới có thể xây được hay thậm chí là những chi phí nè thời gian nè dùng để đóng cọc còn cao hơn là xây một cái nền nhà vậy vì sao họ lại lựa chọn đóng cọc để làm gì cho tốn kém như thế bởi vì họ biết được rằng cọc là nơi chịu tải trọng lượng của cả ngôi nhà của họ nơi giúp cho ngôi nhà được vững chắc trước những thiên tai Và giống như việc chúng ta cố gắng kiên trì học hỏi, đào sâu lời Chúa và áp dụng áp dụng những điều ấy vào cuộc sống của mình. Nó rất khó để thực hiện, bởi vì khi bắt đầu thì mọi điều cản trở sẽ ập đến. Và giống như việc là chúng ta quyết định đi nhà thờ vào cuối tuần. Nhưng mà chúng ta trong tâm trí chúng ta sẽ xuất hiện một suy nghĩ đó chính là thôi ngủ miếng đi. Nguyên tuần mình làm việc mệt mỏi quá rồi, mình ngủ một ngày thôi không có việc gì đâu hay là chúng ta đã chăm chỉ đi nhóm đều đặn suốt một tháng qua rồi nay nghỉ một hôm đi chắc chúa không có trách mình đâu hay một cái góc nhìn khác là gì ở hội thánh này có rất là nhiều người có biết bao nhiêu con người những chuyện của nhà chúa đã có những người khác lo rồi không tới việc không tới phần của mình đâu mình không cần phải lo và đó chính là những cái điều mà ma quỷ sẽ tiêm nhiễm vào tâm trí của chúng ta để cho chúng ta dần xa rời nhà Chúa, dần xa rời cánh tay của Ngài. Và khi những thử thách ập đến, đó chính là mưa, nước lụt, cùng phong. Chúng ta có thấy mức độ tăng dần của những thử thách này? cũng giống như là cuộc sống chúng ta vậy, những nan đề sẽ tăng dần theo từng cấp độ qua thời gian. Khi còn nhỏ chúng ta thấy được rằng là việc thất bại trong việc học hành, trong chuyện tình cảm là một cái điều gì đó rất là to lớn vĩ đại. Nhưng khi lớn lên, khi chúng ta đối diện đến tiền bạc, công việc thì nó không còn là cái gì cả. Hay thậm chí khi chúng ta ở độ tuổi trưởng thành, những đan đề này không chỉ ở phạm vi bản thân nữa, mà còn ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta, những người bên cạnh của chúng ta nữa. Và chỉ cần một quyết định sai lầm chúng ta, thì có thể dẫn đến cảnh nợ nần, nhà tan cửa nát. Không những thế, chúng ta có thể thấy một điểm đặc biệt ở đây là những người khôn hay người dạy thì họ đều phải trải qua những thử thách y như nhau, những nan đề đều xảy ra một cách bất thình lình, giống như thời tiết vậy. Điều quan trọng ở đây là những thử thách này nó đều đánh mạnh vào phần gốc rễ của họ, là phần nền nhà, nền móng của ngôi nhà. Và với tính chất rắn chắc, bền bỉ vững chãi của đá thì người khôn ngoan sẽ dễ dàng vượt qua được mọi thử thách một cách dễ dàng bởi vì những cái thứ quý giá nhất của họ đều được đặt ở trên nền đá và đá sẽ bảo vệ mọi thứ của họ và đá chính là giá trị cốt lõi của người khôn. Giá trị cốt lõi ấy đó là kinh thánh là một người bạn đồng hành cùng người khôn ngoan mọi lúc mọi nơi. Đức Chúa Trời ngài sẽ luôn dang vòng tay lớn che chở chúng ta khi những điều nguy hiểm ấy ập đến. Và không những thế, Ngài còn biết trước tương lai của chúng ta sẽ như thế nào nữa. Còn rời rạc, bóng bẫy, thiếu vững chãi, hào nhoáng, dễ dàng là những tính chất của các mọi thứ xây dựng trên đó tưởng chừng như là vững chãi, bền bỉ. Nhưng khi dông tố ập đến thì mọi thứ sẽ dễ dàng sụp đổ như cách các dễ dàng bị nước cuốn đi mọi công sức thời gian tiền bạc đều trở thành hư vô mọi thứ sẽ qua đi nhưng những hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng và những hậu quả ấy đó chính là họ sẽ cảm thấy mình thất bại trong cuộc sống mất đi niềm tin vào cuộc sống cảm thấy mình cô đơn lạc lõng và sự hối tiếc những gì mà mình đã làm trong thời gian qua và này đá thì rất ít còn cát thì nó nhan nhản à. Thế nên đòi hỏi chúng ta phải có những quyết định khôn ngoan. Và tôi có một ví dụ điển hình đó chính là con người ngày nay đặt giá trị của bản thân mình vào cái nhìn của những người xung quanh. Hay vào số tiền của mình kiếm được hay cách mình dạy dỗ con cái của mình thành tài. Tất cả điều ấy rất là mong manh và dễ vỡ. Chỉ sau một đêm thôi, từ một người nổi tiếng idol của giới trẻ bị lộ ra một cái tin là mình là tiểu tam nè, hay mình ăn chặn việc từ thiện. Thì những công sức mà họ bỏ ra thì đều biến mất, tan biến hết. Hay vào một ngày đẹp trời, họ gặp biến cố gì đó, không còn khả năng kiếm được tiền nữa. Hay con cái của mình xảy ra vấn đề gì thì đều mà họ dựa dẫm vào. Có còn đó không? và một ví dụ gần hủy hơn cho chúng ta thấy được đó chính là những TikToker ngày nay thì họ chỉ chạy theo những xu hướng thôi. Và họ không chịu đào sâu vào những nội dung ấy. Thứ mà họ quan tâm đó chính là sự nổi tiếng và tiền. Và họ không cần quan tâm đến việc những cái nội dung ấy có gây ảnh hưởng xấu gì đến giới trẻ hay không. Và cái điều ấy nó được nâng cấp hơn đến nỗi là gì họ sẵn sàng khoe cơ thể của mình ra vì tiền bạc và sự nổi tiếng vậy tất cả đó là những con đường tắt con đường nhanh nhất để đi đến thành công nhưng khi thời cuộc thay đổi không như mong muốn của họ thì những nền móng yếu đuối ấy mọi thứ sẽ đều sụp đổ Đó là cát tưởng chừng như đẹp đẽ nhưng đó là cái đẹp của loài hoa phù dung sớm nở tối tàn. Chúng ta đang theo đuổi điều gì? Chúng ta có đang thực hiện đúng điều mà Chúa dạy dỗ không? Đâu là đá, đâu là cát? Chúng ta có đào sâu nghiên cứu vào những điều ấy mỗi ngày? Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần phải suy gẫm và đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình liệu chúng ta muốn mình trở thành người khôn ngoan hay là người ngu dại thì đều phụ thuộc vào quyết định của chúng ta tôi đã đưa ra cho quý vị bí quyết của sự khôn ngoan đó chính là gì đó là hãy nghe và làm theo những điều chú dạy đó là chân lý không bao giờ thay đổi cũng giống như sự khôn ngoan mà chúa ngài đã hứa Ban cho chúng ta khi chúng ta thực hiện những điều ấy. Và hãy nhớ rằng sự khôn ngoan là điều chúng ta có thể đạt được khi chúng ta nghe và làm theo điều mà Chúa dạy. Và xin mời quý hội thánh chúng ta cùng đọc lớn bí quyết của chúng ta ở trong sách Dô Sê đoạn 1 câu 8. Và chúng ta hãy cùng đọc bí quyết của chúng ta ở trong sách Dô Sê đoạn 1 câu 8. À. Quyển quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công dạ xin mời chúng ta cùng đứng lên và đọc lại một lần nữa và đây là bí quyết của chúng ta để chúng ta đạt được sự khôn ngoan dạ xin mời chúng ta cùng khởi sự quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con Hãy suy giảm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách. Vì như vậy, đường lối con mới được thịnh vượng và thành công. Dạ, xin cảm ơn ạ.